chúng ta không nên yêu sớm. Vì sao các bạn biết không ạ? Tại vì tuổi học trò yêu là không tốt. Yêu vào rồi thì cái dốt nó lòi ra. Ngồi trong lớp thì chỉ nghĩ đến người ta, và bài kiểm tra thì toàn là 3 với 4. Là vì sao vậy ạ? Người ta bảo là yêu là ngốc, vì chữ tình là nguồn gốc của chữ ngu. Dù cuộc đời đau khổ đi nữa thì chúng ta vẫn hát lên, và chúng ta sẽ thấy được rằng một điều rằng là mất tình yêu đôi lứa không có nghĩa là mất tất cả. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để cho bạn sống. Và bạn hãy ngẩng cao đầu, bạn nói rằng em của ngày xưa là cô gái mang hải đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình anh. Còn em của ngày hôm nay là cô gái mang hải xanh, tuy mỏng manh nhưng mà không còn xem anh là tất cả.